hết sức là tuyệt vời, hơn 200% sức lực của mình. Hàng không Việt Nam. Cái em đánh giá cao về cái tinh thần hay là về thể lực hay là về vấn đề gì ở đội tuyển? Về tất cả. Thì mà chúng ta đã thi đấu quá nhiều từ đầu năm đến nay thì em nhận thấy cái thể lực hôm nay của đội tuyển như thế nào? Trước trận thì em cũng thấy khá là lo lắng khi mà Huy Hùng nói là đội tuyển Việt Nam chúng ta đã bị giảm sút thể lực do 3 trận đấu quá căng thẳng. Nhưng mà hôm nay thì em thấy hoàn toàn ngược lại, là chúng ta rất mạnh. Và nhiều khi các cầu thủ bên phía Jordan, các cầu thủ đó cảm thấy chuột rút nhưng mà chúng ta vẫn thể lực vẫn rất là tốt. Thì hôm nay em nhận thấy cầu thủ nào là chơi tốt nhất ở đội tuyển? Dạ theo em là Trọng Hoàng ạ. Vì sao? Dạ vì Trọng Hoàng hoạt động rất là năng nổ và có một pha kiến tạo cho công cụ ghi bàn. Còn thủ môn Văn Lâm hôm nay thì đã thi đấu như thế nào? Dạ thủ môn Văn Lâm hôm nay thi đấu ổn định hơn và tuyệt vời hơn, đặc biệt là pha cản phá và penalty quyết định. Thì mình có gửi lời chúc gì cho đội tuyển cũng như là huấn luyện viên Bác Hành Sang? Dạ em chúc đội tuyển sẽ thi đấu hết mình, tự tin và làm nên kỳ tích một lần nữa. Còn huấn luyện viên Bác Hành Sang? Dạ huấn luyện viên Bác Hành Sang rất là tuyệt vời và em chúc là huấn luyện viên Bác Hành Sang có nhiều sức khỏe và được mọi người yêu mến hơn nữa. Cảm ơn anh.